Dạ vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả các bác và anh em. Trước mắt của các bác đó là những đôi super siêu chép để cho tất cả bác sử dụng phối ghép cho những dàn âm thanh bại, âm thanh cổ của mình nhé. Và đây là chi tiết cặp super chép của chúng ta. Thiết kế kim loại cực kỳ là đẹp nhá. Và cầm trên tay rất là đầm tay và rất là nặng nha các bác. Các bác mình về để trên những cặp loa của mình đấu nối tiếp từ loa chính lên loa chép. Nhất là những đôi loa tiếng chép đang còn mờ này, đang còn tối này, chưa sáng, chưa trong trẻo và chưa chi tiết. Các bác có thể tham khảo nâng cấp thêm những đôi siêu super chép này để dàn audio của chúng ta nó cho một chất âm được hay hơn. Và đặc biệt dàn audio của chúng ta sẽ trở nên sang trọng hơn, đẳng cấp hơn nhá. Một đôi super chép Goldwing nó sẽ có công suất là 100W, trợ kháng là 8 ohm. Cọc này là cọc mỏ chim nha các bác. Đó, mình mua mỏ chim về gắn vào. Rất là ok. Hoặc các bác cũng có thể bảo em nhá. Nếu chưa có thì em sẽ tặng kèm mỏ chim. Các bác về bắt vào dây nha các bác. Rất là đẹp, rất là bóng nha. Đó, được làm cực kỳ là đẹp luôn. Khi các bác mua sẽ được tặng kèm chân này. Và đây là chân. Cũng bằng kim loại luôn nha các bác. Cầm rất là đầm tay. Và một đôi super siêu chép của hãng Goldwing như thế này, giá bên em để cho tất cả bác với giá chỉ có 2.800.000 đồng một đôi. Bên em bao ship toàn quốc nhé. Và bây giờ em sẽ lên nhạc test thử để cho tất cả bác cùng thẩm âm đôi super chép này nó cho một chất âm như thế nào nhé. Rồi mời tất cả các bác cùng theo dõi nhé.